Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, chào tất cả hai bạn. Bây giờ chúng ta giới thiệu về nhau nhé. Dạ, em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào em. Em tên là Phan Thị Mỹ Huyền, em 24 tuổi. Em đang là thư ký văn phòng ở công ty ở quận 10 chị. Rồi quê mình ở đâu em? Quyền. Em ở Long An chị. Quê Long An, mình lên đây lâu chưa? Dạ không, em sáng đi làm, chiều em về Long An. Hả? Ồ, làm việc ở quận 10 rồi mỗi ngày đều chạy về Long An. Dạ, tại nhà em cũng ở gần giáp ranh thành phố huyện Cần Giuộc chị, nên cũng không xa lắm. Rồi, còn bạn? Em xin chào anh Huyền Linh, chị Cát Tường và toàn thể là khán giả. Em xin giới thiệu em là Nguyễn Ngọc Quang. Ngọc Quang. Dạ, em sống và làm việc ở Sài Gòn, ở quận 10. Em là kỹ sư trưởng của công ty Sài Gòn Technology Solution. Công ty gì? Gì sành sành? Sài Gòn Technology Solutions. Sài Gòn sập sập sập. Bao nhiêu tuổi bạn ơi? Em 29 tuổi. Em đã có 3 mối tình rồi. Nhưng mà 3 mối tình đó thì là tình đơn phương. Công ty của em thì chủ yếu là nam. Đó, lý lịch tình yêu bên đây như thế, bên kia thế nào? Rồi, mình giới thiệu đi em. Dạ, em trải qua một mối tình kéo dài 4 năm. Anh chia tay khoảng 3 năm mấy, 4 năm rồi chị. 4 năm cũng dài, sao lại chia tay vậy em? Tại anh tán quen hai người đó chị, nên chia tay. Dạ, quên hẳn rồi chị. Quên hẳn phải không? Quên hẳn mà sao nhắc tới thấy còn buồn buồn vậy? Tính của em dễ xúc động lắm cho nên nói chút xíu là khóc à. Vậy hả? Vậy ưu điểm của bản thân em với khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là em biết quan tâm người khác, chịu khó. Còn nhược điểm của em là mọi người nhận xét em ít nói. Em hay sống nội tâm, hay suy nghĩ lắm chị. Một chuyện mà em có thể suy nghĩ từ sáng đến chiều. Trời, cô này có vẻ là mộng mơ suy tư lắm đây nè. Định chừng nào mới kết hôn? Dạ, chắc cũng khoảng 1 năm, 2 năm nữa chị, qua tuổi 26 chị. Có kỵ tuổi nào không? Dạ không, nếu hợp thì cưới thôi chứ em không có quan niệm tuổi tác lắm. Rồi, bên đây có ưu điểm gì, khuyết điểm gì kể cho bạn nữ nghe luôn đi. Dạ, ưu điểm của em là em có khiếu hài hước. Em hay hát. Xí xí, hay hát, hát có hay không? Hát một bản đi. Dạ, hay hát nhưng mà đâu hát hay chị. Kệ, hát nhưng... vui là được rồi. Em hay nghe hát bài Đời Tôi Cô Đơn lắm. Được vì... Rồi, cũng được luôn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang, yêu ai cũng lỡ làn, mặc dù rằng tôi chán lối chi. Được rồi. Mình hiểu rồi. Bạn gái mình bây giờ mình có đặt ra một chuẩn mẫu người bạn trai mình muốn tìm là như thế nào không? Dạ, về ngoại hình thì em muốn người đó cao hơn em, biết cách ăn mặc sạch sẽ, không có mùi hôi cơ thể, không cần đẹp trai lắm nhưng mà phải dễ nhìn và có duyên. Còn về tính cách thì em thích người đó giống tính của ba em, tính tình phóng khoáng hay giúp đỡ người khác nên em muốn bạn trai em cũng giống như vậy. Có điều nào em tối kỵ với người đàn ông không? Em không thích không? Keo kiệt và lừa dối. Rồi bên nhà trai thấy sao? Keo kiệt không có rồi đó. Lừa dối? Dạ không. Không luôn. Rồi, mình có tật xấu gì? Em hay quên nhiều cái ưu điểm của mình. Bạn ưu điểm nhiều lắm đúng không? Mình quên mình không nói ai nghe chứ đúng không? Giờ mình lấy giấy mình ghi ra, dễ thôi. Còn tật gì nữa? Em hay nóng tính à. Không thích phụ nữ như thế nào? Em thích phụ nữ thì tóc ngắn, cao trên 1m6, da trắng một chút. Da trắng như bạch tuyết, tóc đen như gỗ mun ha. Da đen như gỗ mun, tóc trắng như bạch tuyết được không? Trời trời. Nó cũng đủ hai vế mà nó hơi ngược chút thôi. Dạ cũng được rồi. Dễ chịu vậy luôn á hả? Chắc... Sao bước qua đây có cái mùi kỳ kỳ vậy ta? Mùi cơ thể. Không phải mùi tụi em đâu chị. Em lấy giờ đủ thừa hả? Chối bỏ trách nhiệm. Đủ thừa qua đây. Em quên cả là em cũng hay có tính đổi thừa lắm á. Vậy luôn á hả? Dạ. Đã có kế hoạch gì để tiến tới hôn nhân chưa? Quyết định tới hôn nhân là quyết định lớn. Không nên quyết định hai lần trong cuộc đời. Cho nên mình phải có thời gian để mình tìm hiểu kỹ về nhau. Và có thời gian thích ứng với nhau. Nếu lấy nhau về thì hai chồng mình ở đâu? Thì em đang ở nhà riêng. Thì về nhà em ở thôi. Có ba mẹ không? Còn ba thì cũng gần nhà em. Ủa, nhà em mới mua hả? Dạ, mua cái tay 2 năm rồi. Rồi, cảm ơn, vậy là yên tâm rồi. Được rồi. Nghe hết rồi em ha? Ổn, ổn. Trời ơi, quá chuẩn luôn em. Chào em.
Dù gì lạ quá ta. Sao anh có một cơ thể. Giờ tôi phát hiện ra rồi. Hèn chi. Cái mùi này nó cũng lâu lắm phải không giặt rồi ơi. Chứ không nên nói anh có một cơ thể đâu. Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Rồi chào em. Bên đàn trai dễ thương lắm. Có yêu cầu gì không? Em không giỏi làm việc nhà cho lắm. Nhưng mà em thích sạch sẽ, gọn gàng. Nhưng mà em không có làm. Là giao rảnh đúng không? Thì vợ chồng chia nhau làm anh. Em biết làm nhưng mà tại em không có làm thường xuyên. Nhà mẹ em làm hết trơn. Bây giờ phải tập làm. Dạ cái đó chắc tập được anh. Ừ, nấu cơm nấu nước. Dạ cái đó em biết. Rồi giặt giũ quần áo. Bỏ vô máy giặt anh. Giũ nó cúp điện rồi sao? Cúp điện thì đợi ngày mai có điện giặt. Còn không nếu gấp quá thì giặt tay liền. Giặt được luôn đúng không? Dạ được. Ừ. Không phải nói gì đâu, đàn trai người ta yên tâm chứ. Đàn trai có hút thuốc không anh? Có gia trưởng không? Không hút thuốc, uống bia, uống bia. Quá chuẩn mực luôn. Có gia trưởng không? Em giống ba em có nghĩa là em không có gia trưởng đâu. Được chưa? Bên đây cũng dễ thương lắm à. Anh thấy hợp lý đó. Được á. Bây giờ mình có đi với người thân không? Dạ có chị, đi với em con của cậu em. Chào MC, chào khán giả. Hai ơi, em thấy anh bên đây được á. Em thấy em ưng ở chỗ là ảnh vui vẻ. Được cái là ảnh có vẻ là hợp với hai vì hai trầm tính. Mà em thấy ảnh nói những điều cần nói á hai. Ưng cái bụng rồi đó. Cảm ơn em ông cậu. Thôi, bạn có đi với ai không? Ngắn gọn quá đầy đủ. Dạ em đi với ba với lại em gái à. Ồ, ai chào chú. Tôi tên Khải, bố của Ngọc Quang. Rồi giờ chú thấy tình hình con dâu tương lai vẫn ổn không? Em thấy là con gái ở đây là dễ thương, mà nói chuyện cũng điềm tĩnh, mà cũng có tính cách, tính khí cũng tốt. Chú ủng hộ không? Ủng hộ. Con dâu là bác là không có yêu cầu gì, có cái là hiếu nghĩa với gia đình hai bên là được rồi. Rồi bạn của Quang. Con gái. Con gái. Ủa, em ruột em hả? Em ruột của anh Quang. Em ruột đẹp quá ta. Dạ. Sao hai mặt dạ, cảm ơn Quyền Linh. Hai gương mặt có vẻ hơi giống nhau nhỉ? Dạ, nãy chị ra là em cũng thấy chị có vẻ giống em. Ồ vậy hả? Dạ. Nhưng mà ta nói đánh giặt bên ngô không bằng bà cô bên chồng đó. Dạ, em dễ tính lắm. Cửa nó quan trọng lắm dạ. Đó. Rồi nói vài câu cho chị dâu tương lai yên tâm đi chứ. Chị có thích mèo không? Cũng thích thôi nhưng mà không thích lắm. Tại nhà chị không có nuôi. Này. Vì hai anh em có nuôi mèo. Dạ, để chị về chị tập từ từ cái sở thích đó. Hai người về ở chung với nhau mà hai người đều ít nói thì chị có buồn không? Thì nói chuyện với em cũng được, tại em nói nhiều lắm. Quen thân rồi chị nói nhiều lắm mà hơi điên chút xíu. Anh hai chị này dễ thương lắm á. Rồi, bây giờ để cho hai bạn gặp mặt để cảm nhận về nhau. Kéo màn. Trời ơi, giờ phải đeo kiến vô mới thấy hả? Nha, con bự quá. Quên rồi. Rồi, rồi. Dạ, cảm ơn anh. Vậy là biết chú rể thích động vật lắm rồi. Nhà em ở Long An thì lên đây có khó khăn không? Khó cái là nó kẹt xe, mỗi sáng nào cũng kẹt hết trơn. Tốt ở nhà anh quận 10 luôn. Anh ở quận 10 luôn rồi. Đường Điện Biên Phủ em. Điện Phủ hả? Dạ, cũng gần chỗ em làm. Em, anh nghĩ em là cô gái tốt bụng. Nếu sau này có ai lấy em về làm vợ rồi thì em sẽ là một người vợ tốt. Dạ em cảm ơn anh. Anh cho em hỏi một câu, anh quá khứ và hiện tại có ảnh hưởng gì tới anh không? Cái chuyện quá khứ đối với anh thì không quan trọng, quan trọng là hiện tại mình như thế nào để mà có một tương lai tốt đẹp hơn. Chứ nếu mà mình cứ xăm soi quá khứ quá thì không ai tốt đẹp, không ai trên đời tốt đẹp hết. Tính tình em hơi ngang và cố chấp á. Nếu mà ví dụ có quen nhau mà mỗi lần giận hay gì á, anh sẽ như thế nào? Em hơi ngang hả? Dạ anh bò. Suy nghĩ của mình đang suy nghĩ về nhau như thế nào? Dạ em thấy ảnh cũng hiền, chín chắn. Em thích đi xem phim lắm anh. Nhất là đi xem phim một mình á. Hay vậy. Chưa quen ai thì đi một mình sao, còn lúc có người yêu rồi thì đi với người yêu. À, có nghĩa là anh cũng thích đi xem phim và cũng thích đi ăn. Thì anh nghĩ là mình sẽ đi ăn chỗ nào cao cao ở trên Vitexco chẳng hạn. Sau đó đi xem phim. Em chưa có bao giờ lên đó, em chỉ lên tới rạp chiếu phim nè. Nếu có cơ hội thì cũng tốt.
Anh thích ăn món gì anh? Anh thích ăn hải sản. Em cũng vậy. Một cuộc nói chuyện rất là dễ thương. Chúng ta sẽ quyết định để tay vào nút bấm đi bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Quyết định bằng trái tim của mình. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rồi. Mời hai bạn. Rồi, cảm ơn em. Một cái kết bất ngờ vô cùng, chàng trai không bấm. Bạn có thể cho biết lý do? Tại vì ấn tượng đầu tiên của em thì cũng chỉ là về bề ngoài thôi. Thì em chưa đủ thuyết phục em để mà mình có thêm cái cuộc hẹn nữa. Nhưng mà bạn gái rất là tốt thì em nghĩ là sẽ có rất nhiều chàng trai theo đuổi và muốn quen bạn gái. Nếu chúng ta cảm giác không hợp chúng ta để nút bấm đó cho hàng triệu chàng trai đang xem chương trình bấm chọn cô gái ấy. Bạn gái suy nghĩ điều gì? Dạ, em cũng không suy nghĩ gì hết, chỉ hơi buồn chút xíu thôi. Đúng đó rồi. Là lý lẽ của con tim mình cũng không thể diễn giải chi tiết được. Vẫn hy vọng rằng là hai bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình một ngày sớm nhất. Thay mặt chương trình gửi tặng cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cảm ơn chị. Đây là quà tặng dành cho hai bạn, bộ ráp và bao gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Rồi, chúc hai bạn thành công để trong cuộc sống.